càng làm chức vụ cao thì càng có quyền lực, vị thế và bị tha hóa. Điển hình, một giám sát viên người Mỹ gốc Việt là ông Andrew Đô đã nhận tội tham nhũng hơn 10 triệu đô la Mỹ, kéo theo cả con gái mình cùng tham ô nhiều bất động sản có giá trị từ những người nghèo khổ. Những điều này đang nổi dần dần những ngày gần đây ở hải ngoại. Hãy cùng tôi theo dõi thêm thông tin ngay sau đây. Andrew Hoàng Đỗ sinh ngày 23 tháng 4 năm 1963, là một luật sư và chính khách người Mỹ. Ông từng đảm nhận vị trí giám sát viên quận Cam, đại diện cho địa hạt một từ năm 2015 cho đến 2024 trước khi từ chức, sau khi thừa nhận tội tham nhũng. Sự nghiệp của ông là một ví dụ điển hình cho những thách thức mà các chính trị gia phải đối mặt. Đôi khi những quyết định sai lầm có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và sự nghiệp của họ. Là thành viên của Đảng Cộng Hòa, ông đã từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám sát trong 2 nhiệm kỳ và Phó Chủ tịch trong 3 nhiệm kỳ. Ông cũng đã tham gia cuộc đua cho vị trí thủ quỹ California vào năm 2022 nhưng không thành công trong cuộc bầu cử sơ bộ lần đó. Điều này cho thấy, dù có nhiều kinh nghiệm, nhưng không phải lúc nào mọi nỗ lực cũng đạt được kết quả như mong đợi. Trước khi trở thành giám sát viên, ông đã có thời gian phục vụ trong hội đồng thành phố Garden Grove và làm phó biện lý quận Cam. Cách đây không lâu, cộng đồng người Việt tị nạn, đặc biệt là tại vùng Little Sài Gòn ở Nam California, nơi có số lượng người Việt lớn nhất ở hải ngoại, đã rơi vào trạng thái sửng sốt và xấu hổ khi biết tin giám sát viên Andrew Đỗ nhận tội tham nhũng. Ông đã lợi dụng lòng tin của những đồng hương lớn tuổi và nghèo khó để trục lợi, dẫn đến quyết định từ chức. Đây thực sự là một cú sốc lớn, không chỉ cho cá nhân ông mà còn cho cả cộng đồng, những người đã từng đặt kỳ vọng vào ông rất nhiều. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Biện lý quận Cam, công bố trong cuộc họp báo tại Tòa án Liên bang ở Santa Ana, hôm 22 tháng 10 vừa qua, ông sẽ phải ra hầu tòa trong vài ngày tới. Cựu giám sát viên Andrew Đỗ bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí của mình để chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la tiền cứu trợ, vốn dành cho những người cao tuổi và người khuyết tật trong đại dịch COVID-19, thời kỳ khó khăn nhất của toàn quốc. Thực tế, chỉ khoảng 15% số tiền đó được sử dụng đúng mục đích, phần còn lại thì bị ăn cắp qua âm mưu của ông và được sử dụng theo nhiều cách khác. Ông Estrada đã phát biểu rằng Andrew Đỗ đã làm việc như Robin Hood, nhưng lại cùng các đồng phạm ăn cắp tiền cho bản thân mình chứ không phải cho người nghèo. Số tiền đó có mục đích cung cấp thực phẩm cho những người khó khăn nhất trong cộng đồng là người lớn tuổi và người khuyết tật. Những lời này không chỉ chỉ trích hành động của Andrew Đỗ, mà còn thể hiện sự thất vọng về việc những người có trách nhiệm lại phản bội niềm tin của cộng đồng mình. Trong một số video đã đăng tải trên mạng năm Covid, giám sát viên Andrew Đỗ đã từng tự hào về việc cung cấp 2.700 bữa ăn mỗi tuần cho người cao niên và người khuyết tật. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động này thật sự đáng thất vọng, khi mà những người yếu thế trong xã hội lại không nhận được sự hỗ trợ đúng mực. Không chi vụ việc ăn chặn này, mà theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ, ông Andrew Đỗ còn nhận hơn 550.000 đô la tiền hối lộ để hỗ trợ và bỏ phiếu cho hơn 10 triệu đô la quỹ COVID, chuyển cho một tổ chức từ thiện có liên quan đến con gái ông là Rhiannon Đỗ, lãnh đạo tại tổ chức bất vụ lợi Hội Việt Mỹ, nhưng ông lại không tiết lộ một trong những lãnh đạo của tổ chức chính là con gái mình. Lại một lần nữa thể hiện sự thiếu minh bạch trong hành động và lời nói của người đàn ông này, càng khiến mọi người cảm thấy bức xúc hơn khi mà lòng tin vào những người lãnh đạo trong cộng đồng bị đặt nghi vấn. Đây là một vụ án được xem là nghiêm trọng nhất xảy ra tại Orange County trong suốt 50 năm qua, xấu hổ thay lại do một người gốc Việt gây nên. Con gái ông, Rhiannon Đỗ đã thừa nhận việc nộp đơn xin thế chấp giả để che giấu việc sử dụng tiền thuế của người dân nhằm mua một ngôi nhà ở Tustin. Điều này lại càng xác thực hơn khi chính ông Andrew Đỗ cũng thừa nhận rằng 381.500 đô la từ quỹ công đã được chuyển cho một công ty và con gái ông đã sử dụng số tiền đó để mua ngôi nhà kia với giá 1 triệu 35 ngàn Mỹ Kim. Văn phòng công tố cho biết trong quá trình điều tra, chính phủ đã tịch thu hơn 2,4 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp từ chương trình này. Thỏa thuận đã yêu cầu cô, một sinh viên luật 23 tuổi phải chịu án treo 3 năm thông qua một chương trình chuyển hướng trước khi ra tòa. Điều này thật đáng tiếc nhưng cũng là bài học răn đe khi những người trẻ tuổi lại bị cuốn vào những câu chuyện xoay quanh đạo đức và nhân cách sống. Andrew Đỗ đã đồng ý để các điều tra viên tịch thu 2 căn nhà, trong đó có một căn ở Tustin và một căn ở Santa Ana, căn do con gái ông là Rhiannon Đỗ đứng tên. Ông Estrada cho biết cuộc điều tra này là bước đầu tiên để mang lại công lý và buộc ông Andrew Đỗ phải chịu trách nhiệm. Ông có thể nhận án tối đa 5 năm trong nhà tù liên bang.
ông còn đồng ý từ chức giám sát viên Oran County, hy vọng rằng đây sẽ là một bước tiến tích cực để khôi phục niềm tin trong cộng đồng và để những ai cần sự giúp đỡ thực sự có được sự hỗ trợ xứng đáng hơn. Thật đau lòng khi phải chứng kiến những hệ lụy từ những hành động sai trái này. Ngoài ra, ông Andrew Doe sẽ phải từ bỏ khoản lương hưu tích lũy từ tháng 6 năm 2020 khi chương trình này bắt đầu. Theo cuộc điều tra, con gái ông đã nhận khoảng 8.000 đô la mỗi tháng từ tiền thuế của người dân. Đồng thời, một cô con gái khác của ông không được nêu tên đã nhận hơn 100.000 đô la từ quỹ liên bang COVID. Thật đáng buồn khi số tiền chân chính lại chảy vào những khoản chi tiêu cá nhân không chính đáng này, mà sự việc xảy ra lại bắt đầu từ một giám sát mọi người từng yêu mến, kính nể. Số tiền ấy được sử dụng để thanh toán nợ thẻ American Express của ông, cũng như để trả thuế tài sản cho hai ngôi nhà của gia đình tại Westminster và Northampton. Văn phòng công tố cũng đã chỉ trích hội đồng giám sát quận Cam vì đã cho phép phân bổ hàng chục triệu đô la tiền cứu trợ COVID mà không có sự minh bạch nào cần thiết mà liên quan. Điều này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức trong việc quản lý tài chính công. Sự thiếu minh bạch đó đã cho phép Andrew Doe lấp đầy túi cho bản thân và gia đình thay vì thực sự hỗ trợ cộng đồng. Vợ của ông, trợ lý thẩm phán Cherry Farm, cũng đã được nêu tên trong vụ việc, nhưng bà có quyền được điều tra và có quyền được coi là vô tội. Rõ ràng đây là một tình huống phức tạp và việc tìm ra sự thật sẽ rất quan trọng cho tất cả mọi người liên quan. Ông Estrada trong buổi họp hôm 22 tháng 10 ngày hôm đó cũng đã chỉ ra rằng ông Andrew Doe là một ví dụ của giấc mơ Mỹ. Ông đến Hoa Kỳ tị nạn, nỗ lực làm việc và đạt được nhiều thành công, trở thành một dân cử, nhưng cuối cùng lại từ bỏ mọi thứ để chỉ lo cho bản thân và gia đình. Điều đau lòng nhất là ông đã ăn cắp từ những người khó khăn nhất trong cộng đồng, chính là những người cần sự giúp đỡ nhất, thậm chí những người ấy còn khó khăn hơn ông khi xưa tị nạn. Phó thị trưởng Thái Việt Phan của Santa Ana, một trong những vị dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố, đã chia sẻ với phóng viên Nhật báo Người Việt về cảm xúc của mình. Ông cảm thấy vừa buồn vừa nhẹ nhõm. Buồn vì cộng đồng gốc Việt đã mất một đại diện ở cấp cao nhất tại Oran County, nhưng nhẹ nhõm vì không còn phải lo lắng theo dõi tin tức về ông Andrew Doe hàng ngày nữa. Cảm xúc mâu thuẫn này thật sự đã phản ánh nỗi lòng của nhiều người trong cộng đồng. Ông Thái Việt Phan cũng nhấn mạnh đây là một bài học quý giá cho tất cả. Làm dân cử, cần phải có đạo đức và thanh liêm hơn gấp nhiều lần so với người bình thường mới có thể phục vụ tốt cho cử tri. Những lời này thật sự cần thiết, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm và tiêu chuẩn cao mà những người đại diện cần phải có. Vị phó thị trưởng vẫn không khỏi ấm ức, người Việt thường được dạy phải noi gương cha chú, nhưng ông lo sợ rằng thế hệ kế tiếp sẽ noi gương gì từ ông Andrew Doe. Đó là một lo ngại chính đáng, khi mà hình mẫu lãnh đạo có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cách suy nghĩ và hành động của những người trẻ tiếp nối trong cộng đồng. Quý thính khán giả có suy nghĩ gì về việc thú nhận tội của ông Andrew Doe? Hãy bình luận dưới video cho chúng tôi biết nhé! Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón chờ nhiều video hấp dẫn trong tương lai.